bạn trẻ Nam Thanh và Tú Cửa Sa cũng đã trở về đông đủ cho buổi lễ hạnh phúc ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay cũng rất là vui, rất là vinh dự cho nhà sạp tuyệt cưới Diêm Bưng, MC Đức Hoan và nhiếp ảnh gia quay phim An Bình cũng được trở về đồng hành với câu chuyện tình yêu của chú rể Hà Hảo, cô dâu Vân Hoan. Và cho phép những người làm chương trình được thay lời gia đình xin được gửi tới toàn thể quý vị trong môi trường một lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất dành cho buổi lễ. Một tràng pháo tay thật lớn nữa các bạn. Đó, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cũng như là giới thiệu được hai người đẹp nhất, sáng giá nhất là chủ nhân của bữa tiệc. Chúng ta sẽ được hiện diện trở về với sân khấu để ra mắt trước tập thể quý vị. Trân trọng giới thiệu, kính mời chú rể Hảo Hảo, cô dâu Hân Hoan. Xin mời hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau trở về với sân khấu để ra mắt trước tập thể quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay chú rể và cô dâu cùng đã đón nhau về trong niềm vui hoan phấn khởi của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng đã trở về đông đủ trong buổi lễ ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và cùng một lần nữa để thay lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị đã cùng trở về với buổi lễ ngày hôm nay, đại gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị những màn tiệc nước, tiệc trà, đặc biệt là những màn tiệc hạnh phúc của gia đình, đầy đủ những món ẩm thực của Tây Bắc bày sẵn trên những màn tiệc của gia đình. Quý vị đã và đang cùng tham dự với tiệc hạnh phúc. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng cứ tự nhiên khai tiệc, cùng tự nhiên nâng ly rượu hồng, cùng dành những lời chúc hạnh phúc chào năm tới chú rể Hảo Hảo và cô dâu Đoan. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, và để có lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô chú bác cùng các bạn bè đã trở về đông đủ trong buổi lễ hạnh phúc hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu, kính mời chú rể Hảo Hảo, cô dâu Vân Hoan, chúng ta hãy cúi chào ra mắt thay lời cảm ơn. Xin mời vỗ tay chúc mừng nào. Rất cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào mọi người, chào lại sau em tới lại của mẹ Việt Nam Hoàng Sướng anh. Đại sư mến sang lưu sóng tàu, lời sư mến sang lưu sóng làn. Học bà đi, sóng phương ấy em cú xa giả nai. Giả nạ lệ bà đi bên chẳng mưa sẵn bên chép. Một lẹp chép ngang bị chuyên mật mà. Tổ chức cưới lòng lưu tàu biển khổ biển bia. Chứ còn một đế chung lại em tức lại bà mẹ bị đào hoa sương. Cả trắng ở trắng banh, thấy là mưa sửa chăn. Quang dì bạc với trà Việt Nam ồ. Đó là bởi vì bác cản bắt chung một bác khẩu lì thức ân. Ơ chung một chung mất chung phúc chung bụt ở sóng lưu sóng làn. Biển khổ biển bia. Chứ tôi đang bảo là ải ếp bà mẹ bị đào hãy để làm chung bác khẩu. Cần trường di chuyển của bác khẩu lì. Tăng sổ ma, ải ếp bà mẹ bị đào hoa sương. Cả trắng ở trắng banh. Làng nào chúc bác khẩu điều, học cản tự nhiên, khám kìm, khá chất lọc bê chèm, lấy mấy các bạn sổ mây. Anh chứ cả một đấy trong mài ấy mây, cả sẵn sóng lưu sóng tàu hấp qua, sóng lưu sóng làn, sóng lòng sóng bạc không. Cờ trắng à, ơ, mang men cánh quát, cần cờ thánh hoa tay sức tay bị cả hải quán được lộ. Chứ cả trắng học vấn đề là sóng phương ải im, cả trắng tổ cấy tổ chức cứ đồng mà sóng lưu hâu, chính thức, cứ là ót nả, tinh lại im, biển phổ biển bia. Chứ cả sáng à, ơ, nhắc cho khổ làng quá nọ, sáng à, nòng trao, khu biển cười hào hào. Cờ trắng à, ơ, sửa phạt hỏa lúc qua, sửa phạt vá lúc đấy, bởi khèn ó tủ hết bởi im. Chính hơi trắng ba, ớ xà vằn thả hứa còn lại, xà vằn nửa còn lắm. Phụ chân bàn lào, phụ khảo bàn bó, phụ hai cầu mi, phụ lì cầu mi, phụ tắm cầu mi, phụ sùng cầu mi của ai em ấy. Chính cả bộ đề trước này, cực trắng mịn hợp cơ, bản hát xét, chiếc cản hô, chấm hấp bò nồng lạ, nồng hân hoan. Ai hảo của trắng ba, nồng lạ xài quay ơi, giữ lắc liều, ai chẳng mắc phó hình quay gần đi, giữ cày, ai chẳng mắc phó hình sửa. Phó hình sửa làm nên trở thấy tên nồng lạ ai ơi, phó hình chu kẹp máy trở trà. Phó hình tàn, đất lên trở tàn. Phó hình chu đạp bàn, trở tới nước kìm. Tên lò nồng lạ, hân hoan ai ơi. Ai na, ai lại đồng thủ nói, mắc khả đúng na, tên lò nồng lạ ai ơi. Ai lại đồng thủ ca, mắc khả đúng bàn. Ai lại chu đạp bàn, mắc tánh nước kìm. Tên lò nồng lạ, cốt hạt làng sường ai ơi. Đại nhiên quá mừng, phụ biến cười hào hào. Nồng lạ hân hoan chẳng mà. Ai à, ai ơi, lá mặc tề. Bày bá được hình nó cảnh, nó ca nhá lúc sẵn ai đưa. Bày bá hình nó sang nhàm chỉnh nhá bài hình bó lại nhá trái quang bày hình bó bùn bày xà bùn hát lát ai nơ bó quản bày xà quản hát đường xếp sửa bó to sửa xòn ánh ông bình xếp kinh xòn phường phương lệnh bộ đề chốt lại trắng mô hổ bấy khảy hó té bị cài hai con. Chính là bởi vì cờ trắng hà lầy bởi vì bên chẳng mười sàn bên chép mười lẹp chấp nam trắng hà ớt kém ma lầy mỗi gì thì không tổng chẳng hoặc tả hoặc nai trước khay trên đỉnh trước chăn trắng toàn lầy bút lầy tàu lầy bờ bao đất thần rào bò mè hải yên cờ trắng hà
trắng tay mắt tục tốt là bỏng bó lùi cho làn mắt cho buồn chúc mừng chúc phúc chúc buồn hở lùa ở làn hao chiếc tiền là bảo về chúc phúc chúc buồn hở sóng lùa hao sóng làn hao của bên cười bên bờ bó mẹ pi đồng ơi học hành tâm mơ chúc phúc chúc buồn hở cười bờ đâu hào hán lo bó mẹ em ơi lắm lại bên cửa chiếc cờ trắng là trắng tay cứ là nhau mua sủng tôi mua sủng hồ chúc phúc chúc buồn hở lùa tàu hở lùa làn hao chiếc chắc hay còn chưa thì chắc chắn còn chưa bày hứa là sáng tả sáng nay kèm với ông là giàu phở họt búa già ban tổ chức chúc hỏi số này chiếc mươi đại diện hải tả em nay hạt banh toàn đảng góp lấy sống xuân đồ tàu đại sử ủy quyền tây ngân khẩn bác sự cáo ông là giàu phở họt búa già lẩy mươi đại diện hải tả em nay khẩn bác sự cáo tăng xóa ma số này chiếc mươi đại diện tăng phú tăng già hô với khẩn bác sự cáo tẩy bi sóng giảm phát buồn toàn đầy đu đầy làn toàn đầy bờ ba nhằm bờ nặng tá nặng nai các bà cả chúng đi sóng giảm phát buồn các mời đông lại hết tên lại của mẹ thằng banh mà chúc buồn bắt khảo đồng lý tây ngân lẩy mươi sáu mươi sáu phần tây ngân cú xa tà nai mà sẽ có những lời chúc mừng phúc trăm năm tới đôi bạn trẻ là hai con Thảo Hảo Hân Hoan. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, hai người đẹp nhất sáng giá nhất chủ nhật bữa tiệc chú rể Hảo Hảo và cô dâu Hân Hoan. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và cho phép những người làm chương trình được trịnh trọng giới thiệu tới tất cả quý vị đứng kế bên cô dâu đẹp nhất xinh nhất của chúng ta ngày hôm nay, cô dâu Hân Hoan là người mẹ thân sinh cũng như đại diện đáng kính nhất của Phó Đào Nhà Gái đã trở về sân khấu để ra mắt tất cả quý vị. Đề nghị hôn trường hãy dành cho nhà gái một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Đó quý vị rất nhiều. Và đứng kế bên chú rể đẹp trai phong độ nhất chúng ta ngày hôm nay, chú rể Hào Hào là người mẹ thân sinh và hai vị đại diện đáng kính nhất của gia đình của nhà trai cùng đã yêu thương trở về sân khấu để ra mắt cho tất cả quý vị. Hãy dành cho nhà trai chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt nào. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là trăm năm chọn lấy một ngày và một ngày chọn lấy một giờ, và ngày hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2023, và vào ngày 13 tháng chạp năm Nhâm Dần được hai gia đình chọn là một ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, tổ chức lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm từ đứa bạn trẻ Hào Hào sánh duyên cùng cô dâu Hân Hoan. Và cho phép Hân Hoan được thay lời cho chủ nhân cái thắm Thiệp Hồng xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới chú rể Hào Hào sánh duyên cùng cô dâu Hân Hoan. Xin phép chính thức được bắt đầu, cùng vỗ tay chúc mừng được không ạ? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay thật đông nhiệt. Xin được cảm ơn màn bắn pháo sáng của trung tâm tổ chức sự kiện Diệp Mừng đã khai mạc tiệc cưới chúc mừng hạnh phúc trăm năm chú rể Hào Hào và cô dâu Hân Hoan. Ok thưa quý vị thân mến, nhà gái Hân Hoan mừng rể Thảo, nhà trai đông lại đón dâu hiền, hạnh phúc có được kể từ đây giây phút trăm năm chính thức này. Và kính thưa quý vị thân mến, và trong giây phút thiêng liêng hạnh phúc nhất của chú rể và cô dâu cùng với những lời thân thương nhất để gửi tới đại gia đình có lời chào dâu, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời phía đại diện gia đình hoặc nhà gái sẽ có lời phát biểu trân trọng kính mời. Thank you.
xin được có một em muôn lại muôn em muôn lại muôn em chưa phải là em ơi sang một đêm mà quá là hà lực đi bên trong thải em bên này tà em nay có cháu chẳng phanh tôi lặng lắp lấy súng xuất phụ tẩu bao đưa tự giảo cho tay với mấy con sáng xưa em tương phái đoàn của các bạn sáng hát sống mãi hư của mình vì tôi sống sáng khót về tôi muốn với ảnh em không vậy hư là toàn được đu để tẩu bao đưa tự giảo thải em của chị phát biểu sáng khót đi nó hai lão nữa, ba lão chém nữa, em nữa. Cái sang người đi mở cửa một em một lại lo. Suy là cảnh co cái đấy. Chứ cái sang người đi cửa một em chôm lại ấy, mấy tiếng lại ba mẹ bị đau xương. Lại huyên là vinh sự rất là đúng ngoan nữa lại. Tôi là mắt tàng nạc ở Tây Nguyên. Tôi là bên MC cơ bản, nó làm cái tay nè. Tôi cả trái cả trắng tay nữa là tôi lại sống sân khấu. Cái vinh dự nhất đương hoan nữa là đẩy đại diện như là thằng nạ à, Tây Nguyên đang trai. Tôi là tôi phát biểu chỉ được cái thứ nhất là sổ màn phép. Thải em bà mẹ bị đọc hạt xương bằng chúc bác khảo lý Tây Nguyên. Các bà màn phép là đại diện như là trưởng đoàn Tây Nguyên tăng phú giá hôn nọ. Các bà cảm ơn đến chúc bà em ấy bà mẹ ơi. Chẳng là nhám cháu khổ lăng tư bón sóng phương hải em bên phú, bên xa, bên tà, bên nai cả chẳng là dù các bạn các quán của bên bóng này bố mấy khẻ là hay bởi hơi bó răng về nằm của bố cún cả chẳng là ơn tao vốn lúc nào buồn ta lướng lướm chè về cùng chẳng xình vi hòn nói ở hạt tắt xảy má mưa tắt vừa má điên chẳng biên chẳng sùng chẳng bụng chẳng nhớ biếng lúc sùng biếng bả mà biếng ngân mà biếng bò biếng mẹ hả ngân chứ cả mấy đi cả một ế trong này em ấy sóng đủ hao qua sóng làn hao cứ lại con chu chẳng tốt su ảo lại quá báo cánh xào chẳng ma tốt su em vào này thải em sóng vương cả một ế trước này mơ hổ mơ vai cải hó ơ cấp tả cấp nay một bên tai bên nay của một trận quảng chẳng âm lực chẳng bánh xuân hở bu ỏi tăng chờ ở cho nó nói áo biển của biển mía trên họp bên đi mỡ ơ cả chẳng à sản tổ mà bất lì bên nà tây ngân tây rào tăng u tăng già hôm qua cờ trắng à ơ xá lì không đồng chặn hà lì lò lì mù ơ mất tổ chức khởi lòng ờ hòn cơ tả cơn nay cờ trắng xó lì lưu lì tàu mau nữa thằng rào chưa thấy cờ một ế một lại lo tổng nón này à để ế lại po lại may lại nong lại pi bản tờ năn được một cuốn tăng tấm bánh ơ ban tục po đầu bom ba bao đồ sơn làm cho một ban khẩu và cả quan xiềng sợi thứ nhất thứ sáu ba cờ trắng à tả em nay mang cờ trắng trắng bánh mang sùi bạc với trà bên nam bầu thấy nó mưa sửa chân tôi là năm lấy đu tàu sống xuân bao đất thằng giáo cho thay hoặc thì mắt sân khấu hứa là cầm bia con buồn hứa là giáo tờ hoặc hứa ra bố ngắm sáng xưa tả lai ơi thằng ca bên đây bay sóng lúa hâu chết bên lồi sắc lồi bếp bố mình chắc là bay chết bên lồi sắc lồi cái bố mình chắc là xìa chết bên lồi phù hàn lồi mèo mình ăn thầu cảm ơn nải tài hôm nay thằng bay hứa là bởi vì bác ngàn mà sống xuân đu tàu hoặc ngân thằng giáo chúc thở hải tà em nay thảo khăn sừng sau bên lắc em đang xuống ở sóng lù hâu mi tăng sẵn thì kích bơi làm lần lơi thảo khăn nó tà nai lơ tức là trong toàn này lưu này tàu này bơi mà đơn thường sao tức là bạn tổ chức giúp hỏi cho này trên mới món quà đầu tiên áo nà tăng ở đua ở tàu tức là ơn là nào em xinh của mình cười hào hào khi tặng món quà đầu tiên cho này trên mới em sẽ tặng quán đi nào vâng ạ trân trọng kính mời chào chào quý mời phần quà thân vua và phúc nhất đến từ người mẹ thân sinh của chú rể Hảo Hảo. Vâng ạ, chào chào quý mời phần quà thân thương để người tặng cho con dâu của mẹ trong ngày sẽ nói giúp bà con. Vâng ạ, chào chào quý mời phần quà. Sinh của chú rể Hào Hào đã được gửi tặng tới hai con. Đề nghị hôn trường hãy dành cho một tràng pháo tay thật lớn thật đông như đây cùng chúc mừng nào. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ. À, và phần quà thân thương tiếp theo sẽ đến từ
người bố yêu quý của chú rể Hào Hào. Vâng ạ, xin mời bố sẽ có món quà gửi tặng tới hai con. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và món quà yêu quý nhất, thân thương nhất được gửi tặng tới con dâu của bố mẹ. Vâng ạ, một vòng tiền cũng rất là thân thương và phúc. Đề nghị toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng nào. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và liên tục vượt qua, xin được trân trọng kính mời em gái yêu quý nhất của chú rể Hào Hào, em Nguyên sẽ trở về sân khấu dành tặng anh chị những món quà hạnh phúc của mình ạ. À, trân trọng kính mời. Sợi dây chuyền được gửi tặng tới anh trai. Đó là trân trọng kính mời. Tuyệt vời, phần quà đã được gửi trao. Hãy ôm chị dâu anh trai một cái đẹp chặt đấy không ạ? Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Đó, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn những phần quà thân thương, còn một món quà đấy không ạ? Vâng, kính thưa quý vị thân mến, xin được cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn em gái yêu quý của chú rể Hào Hào đã có những món quà thân thương được gửi tặng tới chú rể cô dâu. Vâng ạ, bọn em chúc lại loài em hay tiếng lại bọn mẹ bên đồng hồ xương còn sáng nào bên ở bên này bên em hải tài hôm nay sống sơn đồ tàu cho khai hoạt là ở cùng chân đường chắc chắn tổ chức cưới lòng Hà Nội tàu trên các bên em này là bên ý bên hai tây dân cả chim mấy trường ở tặng hở cái là phù khởi tặng không chứ sau này với là ở một là số ba em hải tài hôm nay cả chim mấy trường tặng Hà Nội tàu đó là sáu mươi ạ. Món quà đầu tiên là em này phù bên tặng hậu tần hoàn, trân trọng kính mời. Thưa quý vị thân mến, một vòng tay sẽ được gửi tặng tới con gái yêu quý của mẹ trong ngày trăm năm hạnh phúc hôm nay. Và là trân trọng kính mời phần quà yêu quý của mẹ, trân trọng kính mời. Xin mời cánh tay yêu quý nhất của chú rể Hà Hảo hãy đưa ra. Vâng ạ, món quà thân thương hạnh phúc nhất đã được gửi tặng là một lắc tay. Vâng ạ, rất tuyệt vời và hạnh phúc. Sẽ yêu quý của mẹ đã đón nhận được phần quà thân thương. Đề nghị ôn trường chúng ta ơi, hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng nào. Đó, cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó là còn hai món quà thân thương nữa sẽ được gửi tặng tới cô dâu Vân Hoan và chú rể Hào Hào. Vâng ạ, món quà thân thương được gửi trao, một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nào. Đó, cảm ơn quý vị rất nhiều.
đó là một vòng tiền nữa sẽ được gửi tặng tới cô Sơ Vân Hoan và chú rể Hào Hào của chúng ta, đó là rất tuyệt vời. Đó, rất tuyệt vời ạ. Một tràng vỗ tay thật đông chưa, đó là cùng chúc mừng nào. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, cảm ơn bố, ơn mẹ, cảm ơn anh chị đã có những phần quà thân thương, hạnh phúc gửi tặng cho hai bạn trẻ của chúng ta là chú rể Hào Hào và cô dâu Hân Hoan. Xin cảm ơn những món quà thân thương. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì trung tâm tổ chức tiệc cưới Diệp Mừng cũng đã mang đến cho đôi trẻ một khán phòng cưới thật đẹp, hoài phúc, mang đến cho đôi trẻ với một nghi lễ rất rượu sâm banh. Vâng, trân trọng kính mời chú rể Hào Hào, cô dâu Hoan hãy tiến lên phía những tháp ly rượu hồng của hai bạn nào. Trân trọng kính mời chú rể cô dâu, trân trọng kính mời hai bạn sẽ tiến lên. Vâng, xin mời chú rể sẽ vui chai rượu sâm banh đầu tiên ạ. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, văn quán nắp Hào Hào thân mến, văn quán nắp ra giữa, văn quán nắp một tí mới lắc sau. Vâng ạ, luôn được hướng nắp về phía trước, bạn đừng để cho nó lên thế mà mặt đấy. Ra gì kìa, ra gì kìa. Táo nào, táo ba trái mà đang có bị qua. Dưới nắp chai nào, dưới nắp chai nào. Ấn xuống nào, sóc thật mạnh nào. Cả đôi tay cô dâu nữa nào, tay cô dâu nữa. Cả đôi tay cô dâu nữa nào. Sóc thật mạnh nào, mạnh lên. Lên cướp. Đó, hướng nắp biểu viên trước. Táo táo mà nải chặt nữa. Đó, hướng về camera chúng ta ấy. Đó, xoay nhẹ nhẹ nào, thả tay nào. Thả tay xoay nhẹ nhẹ được không? Được chưa ạ? Xoay xoay trước, xoay nhẹ 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 nhẹ. Vâng, xa rồi kìa, xa thước rồi kìa. Xoay nhẹ 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 nào. Bắt kìa, vâng, rất tuyệt vời. Và xin mời đôi tay nào cùng rót lên tháp ly rượu hồng của anh em nào, chưa chặt tí mời. Và một tràng pháo tay đặt nông nhiên đây quá. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhiều em như biển kia gợi sóng, được quần dân chào như tiếng nói con tim. Và kính thưa quý vị, đang cùng được chứng kiến những phút giây thiêng liêng hạnh phúc tất cả đồng bào trẻ với nghi lễ rót rượu sâm banh. Và chúng ta đang cùng được nhìn thấy những ảnh đẹp nhất, những làn khói trắng đang lan tỏa, những giọt rượu hồng đang hòa quyện vào nhau, và tượng trưng cho một sự tình yêu vĩnh cửu, nồng nàn, nồng cháy như những giọt rượu hồng hạnh phúc hôm nay. Xin mời chú rể sẽ khui chai rượu sâm banh thứ hai, và chai rượu thứ hai cùng vật đắp cùng như thế nữa. Xin chào kính mời. Luôn luôn hướng nắp về phía đằng trước. Vâng ạ, giữ nắp chai nào. Giữ nắp chai nào, đôi tay đôi. Sóc thật mạnh nào. Lên cơ. Hả mắc kín. Vâng ạ, xanh nhẹ nào. Xanh nhẹ nhẹ nào. Hướng nắp về cái làm mềm chúng ta nào. Vâng, trái sâm banh thứ hai thì đôi tay của cô dâu chú rể sẽ rót lên những chiếc ly của chúng ta trên bàn ạ. Trân trọng kính mời. Để tập về gương này, xin người ơi chớ. Gương tướng rể cô dâu bằng một tràng pháo tay thật lớn, thật nông nhiệt, nông nhiệt nào. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, chú rể cô dâu thân mến, để cảm ơn tới đấng sinh thành đại diện của hai gia đình, cái rượu hiếu, rượu tình. Trân trọng kính mời chú rể Hân Hoan, chú rể Hào Hào và cô dâu Hân Hoan hãy nâng ly rượu hồng để kính dâng lên bậc làm cha làm mẹ đại diện của hai gia đình chúng ta. Ly rượu hồng hạnh phúc, ly rượu cảm ơn. Trân trọng kính mời chú rể sẽ mời phía gia đình nhà gái
cô dâu sẽ mời lên phía gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, của ngàn mà hứa là bạn tổ chức giúp hỏi sau này chị ơi. Mất hải, mất em, mất ý hai bà mẹ bị đồng hà dương. Là nó cho bác khẩu lý cứ là xeo khẳng khái chén lòng bay chạm thứ hải em ơi bà mẹ ơi. Vậy chung mơ ngành phúc hở của mình người hào hào. Đến bà hữu hân hoa nó mới đi. Thầy mơi, vâng ạ, sáu chiếc mơi ảy em tới gần. Túm chén lòng gần, túm cấm lòng gần đấy lòng. Vâng ạ, chân chào quý mời. Đại gia đình chúng ta cùng cùng ly rượu hồng với nhau. Và sẽ cùng mà đứng lại vị trí như vừa rồi. Chân chào, kính mời. Nghĩ nào còn mà nó chén lẩu bay chém khẩn nữa, trông bà máu trông cầy máu, chúc phúc chúc buồn là cầy bà hao, bà mẹ bên nào ơi, sau này bà hãy em bà mẹ bên nào gần, nho chén lẩu sông khẩn chứ lại báo, sông khẩn tớn khẩn tớn khẩn tớn khẩn, ao chén lẩu sông khẩn, mời đây, và sau mỗi bà cười, sát 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 gần khuấy chén lẩu, hồ rượu ra bôi khuấy gần. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta sẽ cùng 1, 2, 3 xô và chúc mừng hạnh phúc và ly rượu hạnh phúc của gia đình. Chúng ta sẽ được uống cạn đúng không ạ? Quý vị ơi, chuẩn bị chưa ạ? Chuẩn bị được chưa ạ? Đại gia đình chuẩn bị, cùng đến nào? 1, 2, 3, xô! Chúc mừng hạnh phúc, xin mời! Mời đây, mời đây! Hảo khăn nữa hả em ơi, thì ai nữa, bọn mẹ bên nào nữa. Hạc bánh nhau chén lọc bây giờ chúng tôi ở kề bờ. Hảo khăn nặng lắm, tức là khám kìm mắn hả em nữa bọn mẹ nữa. Vâng ạ, cảm ơn này, cảm ơn em. Cảm ơn đại diện ở sòng bài Tây Gân Âu. Hạc bánh nhau chén lọc bây giờ bây chẹp. Chúc phúc chúc buồn hả kề hạc bờ hâu. Quần mưa đi chất chẳng bởi này, cảm ơn này em lắm này. Trên sổ mây sổng phái tới gần đâu tán đả sắc ăn nào cần bắt tay cần tiền nhỏ em ơi, với là sổ mây ảnh em sổng phường tán đả sắc ăn nào cần khắp khen bắt tay gần với là sánh chung khen gần nữa là khẩu ba bắt khẩu lì hoặc cần khắm kìm nữa là do chén lẩu vậy chúc phúc chúc buồn hỏi sổng đồ hâu từ mở lấy mây các bà sổ mây. Vâng ạ, cảm ơn này em với là bắt tay gần đây với là sổ mây ảnh em mà bạn cắm khen gần với tam ra mặt bán khẩu chôm nâng hao sẽ tổ chức giảm hương. Vâng ạ, cô dâu chú rể sẽ lá lại sân khấu. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn tất cả các bạn bè đã cùng trở về đông đủ và dành những lời chúc mừng thân thương và hạnh phúc từ các bạn trẻ chúng ta trong buổi lễ ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng ta cùng trở lại với câu chuyện tình yêu và đôi bạn trẻ hào 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 hoan rất tuyệt vời, hân hoan hào hoan. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì cũng rất là vinh dự cho trung tâm tổ chức sự kiện Diễm Mừng Tuyên Quang, và đặc biệt hơn nữa để ghi lại những khoảnh khắc, những ảnh đẹp nhất của chú rể Hảo Hảo và cô dâu Hân Hoan cùng trở về với chương trình tiệc cưới có nhấp ảnh gia quay phim An Bình. Và kính thưa quý vị thân mến, và Facebook của anh được mang tên Điệu Nhảy Đám Cưới. Và kênh YouTube chúng ta sẽ được nhìn thấy những ảnh đẹp nhất được phát sóng trực tiếp với chương trình Hạnh Phúc của chú rể Hảo Hảo và cô dâu Hân Hoan. Kênh YouTube của An Bình được mang tên Nhịp Điệu Yêu Thương. Và quý vị hãy vào YouTube và cùng gõ lên chương trình Nhịp Điệu Yêu Thương sẽ được nhìn thấy những ảnh đẹp nhất, và cùng đăng ký kênh của An Bình để được nhìn thấy những ảnh tuyệt vời nhất của chú rể và cô dâu. Xin chân thành cảm ơn. Quay phim An Bình, và để có hình ảnh đẹp nhất, thân thân nhất của chú rể Hào Hào và cô dâu Hoan, không thể thiếu được hình ảnh đẹp nhất, đó chính là nụ hôn mà đôi bạn trẻ sẽ trao cho nhau trước những ánh mắt, những nụ cười toàn thể. Quý vị ơi, có muốn nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của chú rể cô dâu không ạ? Đó là nụ hôn hạnh phúc, đồng ý không ạ? Đồng ý cho một tràng pháo tay thật ầm ĩ nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều với những tràng pháo tay thật giòn giã của quý vị. Trong hôn trường ngày hôm nay đã kính mời hai em sẽ có một nụ hôn hạnh phúc và thân thương. Vâng ạ, chú rể Hào đồng ý trao cho cô dâu là vợ của em Hân Hoan một nụ hôn đúng không ạ? Có ạ. Rất tuyệt vời, cô dâu Hân Hoan thân mến,
đồng ý không ạ? Dạ có. À, rất tuyệt vời. Tám nả man đó. Bật khởi tranh căn hợp vấn năng. Và sau đây thì xin chào kính mời chú rể cô dâu hai bạn sẽ quay mặt lại với nhau nào. Tám nả sẽ cần sóng lòng ấy. Xích xích lại gần nhau nào. Vâng ạ, bài tìm chút bài tìm. Bài tìm chút bài tìm. Bài tìm chút bài tìm. Hê 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 hê. Thế nói mới. À, họ đeo. Xin mời đôi tay của cô dâu hân hoan hãy ôm vào vòng cổ của chú rể này qua. Con ta sống phương con hai bạn ta sống phương con sẵn sàng sẵn sàng 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 tay. Và là đôi tay của chú rể hào hào hãy ôm eo cô dâu này. Đan tay nào, sàn mưa chưa, sàn là quá. À, kính thưa quý vị thân mến, lưu ý là nụ hôn là hai bờ môi của chú rể và cô dâu chạm vào nhau. Sẽ bắt đầu khi MC của toàn thể quý vị trong hội trường đếm từ 1 cho đến 3. Quý vị ơi, chuẩn bị được chưa? Cô dâu chú rể, chuẩn bị được chưa? Được rồi đúng không ạ? À, pháo chúng ta chuẩn bị được chưa? Tất cả chúng ta cùng chuẩn bị nào, cùng đếm nào. Chuẩn bị. Cô dâu chú rể chuẩn bị. Chào chú rể cô dâu hồi hộp một chút. Và chúng ta cùng đến nào. 1 2 3 4 5. Vỗ tay nào. À, vỗ tay đi mọi người ơi. À, chào mừng quý vị rất nhiều. Không mà lạ mà sướng gần lên đó. Học bản tôi muốn chào mừng các bà mẹ luôn. Cảm ơn. Vâng, ngày hôm nay thì cũng rất là vinh dự cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Diệp Mân cùng đã được đồng hành với câu chuyện tình của hai em. Xin chúc cho hai em 100 năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Sau chúc quả sáng lòng nữa, hạ cặp tàu vùng lành nữa, bánh ngạt tàu vùng lón. Mình thấy cần, mình chạy chạy là gấp cản nữa. Học bản nữa. Vâng, các bạn chưa khai cứ là thằng sóng đọc với giả láo chôn đứng hả phút láo chén nào nói đứng đôi với chúng mà chén nào êm hứa thứ sóng ma chôn chứ kiểm bắt sân khấu là về tổ chức giảm ngân. Vâng, xin mời.